dân cho ta đó overview robot lab thì đọc để tôi chuyển mình smart quota cho smart quota bên này thầm mình bên này dân thưa quota bên này thầy dân cực cầm nọt thả ta ủ tí hoa thầy kê chọn pra lan mùi nâng kê pra mà ngay ban bảo mạng mấy rồi có ban bảo mạng mấy alert pra chẳng hả nè chẳng về copy bị smart QI giờ smart QI về thử speed limit bán nó ở đây vì limit thả ta nè đã pra lan nâng ban bảo mạng ủ tí hoa lan nâng miền đọc tế ở user A pra ban nâng mà tế nâng ngay kì hả ta quota chứ nằm bay configure smart quota tôi đã dùng miền file system mùi sân dùng ai cho tới khnông file system nó mùi dùng create quota tree bên này dùng create quota tree cứ dùng ai cầm nọt file system nó lên bàn này chúng tôi đã dùng create tree mùi dùng ai cho ok chúng dùng miền tree close là dùng ai create quota chúng tôi họ tha khi nào cái đã directory quota và nên là quota based là specific NFS directory cái cho quota tree select quota tree hay dùng select mail biểu thì họ tha ai gì chủ sở anh bạn là bạn rồi mail dùng ai chỉnh đấy rồi mày mày bắt đầu chi chị đấy bây rồi chẳng lẽ những ban bậc cao cô ta xâm nhập directory trên user đã lock chỗ para ban tại primary megabyte maximum trong việc simple đấy bây giờ bậc cao chẳng hay cứ việc take a fight từ lớp file system này ok chúng bên rồi bây giờ user có prior lơ hẳn nếu không storage bây giờ chúng làm warning tha hẳn đang bây lơ quota chẳng thế bên này user khi chúng copy file lơ quota bây giờ chúng lại này unexpected error chẳng thế ở lại copy bài này thì hẳn đang cứ chỉ quota chẳng lẽ bên này chúng chọn delete smart quota mà quên chúng delete tan bằng